Năm Anh xin kính chào quý vị. Hôm nay thứ Năm, 2 tháng 4 năm 2020, đến với bản tin Hoa Thịnh Đốn hôm nay gồm có tin tức liên quan đến lợi tức của quý vị coi gói kích cầu kinh tế và bản tin tài liệu về sinh tố C. Để mở đầu, Năm Anh kính mời quý vị theo dõi bản tin liên quan đến gói kích cầu kinh tế và chi phiếu mà chúng ta có thể nhận được từ IAS. tiền trợ cấp đại dịch viêm phổi Vũ Hán, những tin tức mà quý vị cần biết. Để theo dõi những tin tức cập nhật xin vào website của IAS. cho đến bây giờ hầu như mọi người không cần phải làm gì cả. Bộ Tài chánh và Sở Thuế Liên bang IAS thông báo, ngày 30 tháng 3 năm 2020, việc phát hành tiền trợ cấp đại dịch viêm phổi Vũ Hán economic impact payment, stimulus payments sẽ được tự động gửi đến hầu như cho tất cả mọi người sẽ khởi sự trong vòng 3 tuần nữa mà người hội đủ điều kiện thụ hưởng sẽ không cần phải làm gì cả. Tuy nhiên, một số quý vị cao niên và những người thường không khai thuế hàng năm sẽ phải cần nộp một hồ sơ khai thuế đơn giản để nhận tiền trợ cấp. Ai đủ điều kiện để nhận tiền trợ cấp? Những ai khai thuế điều chỉnh thu nhập hàng năm cho cá nhân lên tới 75.000 đô la và vợ chồng khi khai thuế chung lên tới 150.000 đô la sẽ nhận được đầy đủ khoản tiền trợ cấp những ai có số lợi tức cao hơn số thu nhập nêu trên sẽ bị giảm 5 đô la cho mỗi 100 đô la thu nhập những người độc thân có số thu nhập nhiều hơn 99.000 đô la và vợ chồng không có con có số thu nhập nhiều hơn 198.000 đô la sẽ không được nhận trợ cấp. Những ai đã khai thuế cho năm 2018 hay 2019 sẽ tự động nhận được sách trợ cấp 1.200 đô la cho cá nhân và 2.400 đô la cho vợ, chồng. Cha mẹ cũng nhận được 500 đô la cho mỗi đứa bé hội đủ điều kiện. Làm sao IRS biết tôi ở đâu để gửi tiền trợ cấp? Hầu hết mọi người không cần làm gì cả, IRS sẽ tự động tính toán và tự động gửi sách trợ cấp đến cho những ai hội đủ điều kiện. Đối với những ai đã khai thuế năm 2019, IRS sẽ căn cứ vào hồ sơ này để tính khoản tiền trợ cấp. Đối với những ai chưa khai thuế năm 2019, IRS sẽ căn cứ vào hồ sơ khai thuế của năm 2018 để tính toán tiền trợ cấp. Sách trợ cấp sẽ được gửi trực tiếp, tức là direct deposit vào trương mục ngân hàng đã có trong hồ sơ khai thuế. IRS không có hồ sơ ngân hàng bằng ắt cao của tôi để gửi trực tiếp thì tôi có thể làm gì trong vòng vài tuần tới thì bộ tài chánh có kế hoạch thiết lập một website cho những cá nhân có thể cung cấp các tin tức về ngân hàng của họ cho IRS để họ nhận được tiền trợ cấp ngay qua ngân hàng thay vì đường bưu điện tôi không phải là người bắt buộc phải khai thuế tôi có thể nhận được trợ cấp hay không Đúng, được những ai không thường khai thuế sẽ phải cần khai, nộp một hồ sơ khai thuế đơn giản để nhận được tiền trợ cấp. Những người có lợi tức thấp, quý vị cao niên, những ai đang nhận trợ cấp xã hội, quý vị là cựu chiến binh Hoa Kỳ, những người tạc quyền không bắt buộc khai thuế, không nợ thuế. Tôi làm thế nào để khai, nộp hồ sơ thuế để nhận được phần tiền trợ cấp của mình? Xin vào website của IRS, IRS.gov. Flash Coronavirus sẽ sớm cung cấp tin tức để hướng dẫn những người trong các nhóm ở trên với cách thức đơn giản nhưng cần thiết để làm hồ sơ thuế năm 2019 với những tin tức hồ sơ bao gồm số người phụ thuộc, tài khoản ngân hàng để IRS gửi tiền trợ cấp đến người thụ hưởng. Tôi chưa khai thuế cho năm 2018 và 2019, tôi vẫn có thể nhận được trợ cấp không? Đúng, được. IRS khẩn thiết kêu gọi những ai có nghĩa vụ khai thuế nhưng chưa nộp hồ sơ khai thuế 2018 hay 2019 phải khai thuế càng sớm càng tốt để nhận tiền trợ cấp. Những người khai thuế nhớ cho tin tức về trưng mục ngân hàng trong hồ sơ thuế. Tôi cần phải nộp hồ sơ thuế Bao lâu tiền trợ cấp có sẵn. Đối với những ai quan tâm thân hành đến gặp các vị chuyên viên làm thuế hoặc các tổ chức cộng đồng để được giúp đỡ về việc khai thuế, những sách trợ cấp đại dịch viêm phổi vũ hán sẽ vẫn còn trong suốt năm 2020. Tôi có thể nhận thêm tin tức ở đâu? IAS sẽ phổ biến, tức là post tất cả những tin tức chính yếu trên website sớm nhất một khi có được. IRS đã giảm thiểu nhân viên ở nhiều văn phòng IRS, nhưng giữ vững cam kết để giúp tất cả mọi cá nhân hội đủ điều kiện nhận được sách trợ cấp nhanh nhất. Để theo dõi những tin tức cập nhật, xin vào website của IRS, IRS.gov/coronavirus. Thay vì gọi cho những nhân viên IRS, họ hiện đang đảm trách khai thác hồ sơ khai thuế năm 2019.